idol giới trẻ lôi con với loạt khoảnh khắc khiến ai nấy cười nghiêng ả. À. Trong chuyến hồi hương lần này, Quang Linh Vlogs dẫn theo cả idol giới trẻ lôi con, tên thật là Mati Vado, là con trai của Mati một thành viên team châu Phi. Nhóc tí nhanh chóng chiếm được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía cộng đồng mạng bởi tính cách hài hước và loạt biểu cảm khó đỡ. Những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thưởng thức ẩm thực tại Việt Nam của lôi con khiến các netizen cười xỉu bởi biểu cảm quá đáng yêu. Bên cạnh đó, nhóc tỷ còn không quên chốt bằng câu nói thương hiệu ngon nhất nách. Khi ăn món ăn đường phố cùng Hoa hậu Thủy Tiên, món bánh tráng nướng cũng được lôi con nhận xét ngon nhất nách. Trải nghiệm ăn sầu riêng của lôi con vô cùng viral trên mạng xã hội. Dù lúc mới ngửi qua loại trái cây có mùi đặc trưng này cậu nhóc khá e rè, nhưng sau khi nếm thử thì xác định là mê tít. Cộng đồng mạng đùa rằng lôi con là cậu bé có giao diện châu Phi nhưng hệ điều hành Việt Nam bởi dù lần đầu ghé đến, nhưng thử qua món ăn nào nhóc tỷ cũng tấm tắc khen và khả năng hòa tan nhanh chóng như xa quê lâu ngày về thăm vậy. Đặc biệt, những màn tạo nét của cậu bé chiếm trọn trái tim của netizen bởi độ đáng yêu, hài hước. Ngoài đoạn video cover bài hát cắt đôi nỗi sầu thì mới đây cậu nhóc lại có video triệu view mới với màn trình diễn múa minh họa trên nền nhạc bolero khiến fan cười tít mắt. Dù lịch trình của chuyến đi phải di chuyển khá nhiều nhưng lôi con vẫn luôn năng động, vui vẻ và tạo ra nhiều khoảnh khắc hài hước mang lại tiếng cười cho người xem. Đoạn video với màn chia xa đẫm nước mắt vừa thấy thương vừa thấy buồn cười của lôi con và Thùy Tiên hiện thu hút hơn 13,7 triệu lượt xem. Netizen dự đoán cậu nhóc chắc chắn sẽ còn tạo nên nhiều khoảnh khắc dí dỏm hơn nữa khiến dân mạng đứng ngồi không yên trước khi kết thúc hành trình khám phá Việt Nam và quay trở lại quê nhà Angola. Música